Nếu mọi người ưa thích lối đánh thiên công và đã từng trải nghiệm qua những dòng vợt từ sơ cấp tới trung cấp thì ở video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm vợt cầu lông thuộc dòng cao cấp của nhà Li-Ning, Axford 90 Dragon Max, một cây vợt hướng đến lối chơi tấn công mạnh mẽ, bộc phá nhanh nhẹn, nhất là với những pha cầu dồn ép liên tục đối thủ sân bạn. Thiết kế nổi trội, ấn tượng với họa tiết tia sét thầm hố kết hợp hình ảnh đầu rồng ở phần đũa vợt cho cái nhìn vô cùng mạnh mẽ, sang trọng, chắc chắn sẽ làm các lông thủ ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có trọng lượng nặng khoảng 84-86g. Vợt có thân dẻo trung bình và điểm cân bằng 302 nên trợ lực rất tốt và không quá khó để thuần. Swing weight 87.5 kg/cm². Li-Ning Axford 90 Dragon Max cung cấp mức độ căng dây lên đến 30 lbs dành cho những vận động viên chuyên nghiệp thích lối đánh tấn công vượt trội. Tổng thể vợt được cấu tạo từ vật liệu cao cấp của nhà Li-Ning, TB Nano, Super B Carbon, M50 giúp nâng cao tính linh hoạt của vợt, thu được gấp đôi thế năng đàn hồi khi tấn công, giúp tăng cường năng lượng tối đa trong mỗi pha smart cầu trên sân đấu. Bên cạnh đó, cây vợt còn được tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến vượt trội. Bật mí cho mọi người rằng Li-Ning Axford 90 Dragon Max hiện đang được Lô Ken Yu sử dụng thi đấu và gặt hái được rất nhiều thành công, nổi trội với những pha smart cầu trái sân. Nhấn ngay vào phần giỏ hàng để sở hữu một cây vợt Li-Ning Axford 90 Dragon Max chính hãng đến từ Li-Ning nhé!